Rồi ok. Em Thanh Phạm xin chào toàn thể anh chị em và quý khách hàng quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Hôm nay thì lại tiếp tục chương trình CG xả kho. Đấy, em lên cho anh em một vài mẫu sản phẩm tiếp theo. Thì đầu video giúp em Thanh xin một nút like, một nút đăng ký kênh anh em nhé. Có rất nhiều dòng sản phẩm thì em sẽ giới thiệu sơ qua và nhanh. Đó, thì ở đây là những cái mẫu CB tháo tủ từ Hàn, từ Nhật mọi người nhé. Và nó sẽ có CB tổng, CB cóc đại, nó gọi là CB cóc đại ấy, mọi người. Đó, thì những cái con như này thì nó được tháo tủ, đấy, tháo tủ của hàng bãi Nhật nó về và được các nhân viên điện đã test thử cho mọi người, rất là an toàn rồi. Đó, về nhà thì các bác có thể là test, các bác cần thì các bác test lại, còn nếu mà các bác không biết test thì cái này đã là test hết rồi. Đó. Hôm nay thì cái con CB này em sẽ hỗ trợ cho anh em giá tốt hơn mọi khi. Thì công năng sử dụng của con này là con CB 40A, dòng dò của nó là 30 mA, là cái dòng CB chống giật mọi người nhé, CB chống giật. Thì anh em hay lắp đặt vào cái CB tổng gia đình. Đấy, nhà các bác là dùng bình thường thì mình sẽ dùng cái dòng 40A như này. Đấy, dòng 40A là rất là vừa vặn rồi. Đấy, còn dòng dò, dòng giật của nó là 30 mA, nó cứ dò điện ra là nó tự đóng ngắt thôi. Đấy, và đây là nút test này. Đấy, các bác muốn test trực tiếp điện ấy thì có thể là mình về mình test sau. Còn đây là em sẽ bảo hành cho anh em luôn, bảo hành cho anh em test thoải mái. Đó, rồi lỗi đâu em đổi đó nha. Giá sản phẩm em đang gửi đến mọi người với cái mức giá là 200.000 đồng, 220.000 đồng. Hôm nay thì xả giảm xuống cho anh em còn 200.000 đồng một cái con CB chống giật như này. Thì ở đây là nó đến từ thương hiệu Mitsubishi mọi người nhé, Mitsubishi, và nó có cả một con Fuji nữa này, Fuji. Đây em bóc ra cho anh em thấy này. Đó, thì nó hàng này thì nó là hàng tháo tủ thôi mọi người nhé, tháo tủ thôi, và cứ hóa đơn từ 300.000 trở lên thì em Thanh sẽ hỗ trợ cho anh em cái phí ship nhé. Đấy, hỗ trợ cho mọi người cái phí ship đấy, đây này mọi người này. Đóng ngắt cực kỳ là tốt luôn, hàng tháo tủ mọi người nhé, hàng tháo tủ. Rồi cái con này nữa, con này thì cũng có con có chân cài này, cũng có con nó không có chân cài mọi người nhé. Đây em bóc ra cho anh em xem. Đấy, thì cái này thì em lấy theo lô về thì nó đã mất 150 ngàn một con rồi. Đấy, 150 ngàn một con rồi, cái phí đóng các kiểu nữa thì rất là đẹp nhá các bác nhá. Có con thì rất là đẹp như này, nhưng mà cũng có con là nó hơi sức sức một tí như vậy. Đấy, thì anh em dùng những hàng bãi này thì mình phải chấp nhận thôi. Đó, nhưng mà chất lượng của nó thì sẽ là rất là tốt mọi người nhé, rất là tốt. Giá thì 200.000 đồng mọi người nhé, 200.000 đồng thôi. Đó, tiếp theo thì một số những cái dòng CB cóc đại, cóc cóc 30A. Đấy, 30A và 20A mọi người nhé. Đó, thì ở đây thì nó sẽ có thương hiệu Kayokuto, rồi là một số những cái thương hiệu Mitsubishi. Đấy, một con này thì nó lại không có toàn chữ Nhật thôi. Đấy, thì đây là cóc 30A mọi người nha, 30A. Đấy, chống giật mọi người ạ. Dòng của nó là 30 mA này. Đấy, có con là cũng 15 mA mọi người ạ, 15 mA. Đấy, tức là dòng dò của nó là 15 mA nhá. Thì shop đang gửi đến mọi người với cái mức giá là 100.000 một con như vậy. Đấy, hôm nay thì sẽ đồng loạt giảm giá cho anh em là 80.000 một con CB30A chống giật mọi người nhé, CB30A chống giật. Ngoài ra thì có cái dòng 20A chống giật nữa, 20A chống giật nữa. Thì em lại gửi đến mọi người với cái mức giá là 20.000 đồng. À sorry anh em, 60.000 đồng mọi người nhé, 60k cho một cái con 20A chống giật như này. Đó, nó là dòng chống giật nên nó đắt hơn mọi khi. Đấy mọi người nhá, 80.000 đồng thì hôm nay thì sẽ đồng loạt thanh lý nốt cho anh em là còn 60k nhá, 60k. Đó, giật chống giật là 20A này. Chống giật 20A là
giảm xuống còn 60.000 nha mọi người nhá, 60k này. Đấy là dòng chống chống giật 20A. Còn cái loại mà 30A thì là 80.000 này, đã giảm xuống rồi còn 80.000 nhá mọi người nhá. Đó, 100.000 xuống còn 80.000. Và cái dòng CB cóc hàn này, cóc hàn 30A chống giật nhá, chống giật cũng đồng loạt giảm giá xuống cho anh em từ 80.000 xuống còn con này thì sẽ là 70.000 nhá mọi người nhá. 70k. Đấy, cóc hàn. Đó, anh em mua con nào thì liên hệ với em. Rồi tiếp theo sang bên đằng góc đằng này em sẽ hỗ trợ cho anh em cái giá tốt hơn cho so với những cái video trước, cái dòng khóa Đức này, cái dòng khóa chống cắt này, mọi người này. Thương hiệu của nó thương hiệu Harden này mọi người nhá. Con này thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn, nó bao gồm cho mình là bốn cái chìa tròn như này. Bên trong ấy thì nó sẽ có một cái lò xo nhá, có một cái lò xo đây để nó tự đẩy cái này ra này, với lại một cái tính năng nữa là đó là khi mà nó chọc ngoáy vào đấy thì nó cực kỳ là khó, cực kỳ là khó. Đấy, nó bẻ khóa nó khó hơn những dòng khóa thông thường. Và đây là cái dòng chống cắt như này. Đấy, chống cắt như này. Giá shop đang gửi đến cho mọi người là 200.000 đồng này, đúng không ạ? 200k. Hôm nay xả xuống cho anh em còn 170 nhá, 170k này. Đấy, 170k được chưa ạ? Đó, 170k cái thằng dòng khóa như này, cực kỳ là tốt, anh em khóa cổng, khóa cửa rất là an toàn. Nó là dòng khóa chống cắt. Đấy, thương hiệu Harden. Thương hiệu Harden đây này. Nó cầm nó rất là nặng. Đấy. Đấy các bác thấy không? Nó rất là nặng nhá. Rất là nặng. Rồi. Anh em nào cần cái mẫu khóa này thì liên hệ nhá, giá chỉ còn 170 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên chia sẻ đến cho anh em một mẫu bếp ga của thương hiệu Rinnai. Cái con này thì nó hàng nguyên trong thùng mọi người nha, hàng mới chưa qua sử dụng. Đấy, anh em quan sát một lượt kỹ. Cái mẫu này thì đều còn nguyên thùng như này thì cực kỳ là hiếm mọi người nhé, cực kỳ là hiếm. Rồi, con này thì nó vừa mới cập bến mọi người nhé, nó vừa mới cập đến bến được một vài hôm, em ấy lên chia sẻ đến cho anh em. Đấy, thùng này, thương hiệu Rinnai này. Đấy, con này thì có lò nướng nhé mọi người nhé, có lò nướng này. Đấy, mọi người có thể nướng hàu, nướng các thứ, nướng thịt. Đấy, rất là ngon ở đây. Rồi, vẫn còn mới tinh nhá, thương hiệu Rinnai này. Đấy, có cả loa này. Đấy, đây này, biểu tượng này. Đây là cái cần gạt lửa này. Đó, nút bật này mọi người này. Đấy, nút bật thì nó bật đây này, tự động nó sẽ đẩy ga lên. Đấy, mọi người nhá. Rồi, con này thì được sản xuất năm 2019 này, tháng 9, 2019. Đấy, model của nó này. Rồi, đằng này thì nó sẽ có cái phần lỗ thông hơi lò nướng này. Con này thì những cái dòng này nó có cảm biến CC nhiệt độ chống cháy nồi, cạn nước. Đấy, nhiệt độ lên tới 200 độ C thì bếp tự động giảm nhiệt, và lên tới 500 lên tới 250 độ C bếp tự động tắt. Đó, cho mọi người xem cái cối lửa của nó này, cái cối của nó này được đúc bằng nhôm đúc luôn nha mọi người nhé, nhôm đúc mới keng xe beng như này. Đấy, anh em kiếm được một cái con mới như này là cực kỳ là hiếm luôn, cực kỳ là hiếm, giá cực kỳ là giá bãi mọi người nhé, gửi đến cho mọi người là giá bãi luôn nhé. Đấy, rất là xịn luôn. Rồi, mẫu Rinnai mới 100% chưa qua sử dụng, shop đang gửi đến mọi người với mức giá là 7.500.000 đồng, bao ship tận nhà cho mọi người, bao ship tận nhà cho mọi người. Đó, mọi người thấy không, mới tinh. Anh em đã trải qua những cái dòng bếp thương hiệu Rinnai thì có thể biết. Đấy. Rồi ok, các bác nào muốn tham khảo qua cái mẫu này thì có thể liên hệ với em Thanh để em có thể gửi hình ảnh chi tiết đến cho mọi người. Rồi ok anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo em lên cho anh em cái lô dỡ tất như này. Đấy, miền Bắc thì nó đang vào xe lạnh rồi. Đang vào xe lạnh, hôm nay lạnh rất là lạnh rồi.
Còn anh em miền Nam thì có thể dùng cái dòng tất Adidas này để đi đi giày, chúng ta có thể đi công sở các kiểu này, đi mình đi làm thì mình có đi giày thì mình sẽ dùng cái đôi vớ như vậy. Đấy. Một vỉ như này thì nó sẽ có 12 đôi nhá. Đây là dòng tất Adidas cao cấp mọi người nhá. Tất Adidas cao cấp mọi người ạ. Đấy. Tem mác các kiểu đầy đủ này. Đấy. Cái dòng Adidas này thì được đặt công xưởng tại Made in China, Made in China như vậy. Đấy. Dòng Adidas. Còn em biết là các bác biết là những cái dòng tất thông thường ấy thì người ta bán đâu đó có 10.000 một đôi ấy, 10.000 một đôi. Đấy thì cái vỉ như này là có 12 đôi, 12 đôi. Đó, thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu và chia sẻ cho anh nhá và hỗ trợ anh em giá tốt hơn luôn á. Đấy. Con này thì được làm bằng vải cốt tông và chất vải của nó thì cực kỳ là uy tín luôn. Đấy, hàng này hàng cao cấp rồi. Em chia sẻ luôn cho anh em để anh em nắm bắt được nhá. Các bác làm một vỉ như này về chúng ta xài dần. Con này là tất cao cổ mọi người nhá, tất cao cổ. Đấy, hàng Adidas cao cổ luôn. Đó, hàng Adidas cao cổ này, có độ co giãn nhá, có độ co giãn này. Đấy. Một vỉ của nó như này. Một đôi của nó như này. Nó sẽ có màu đen, màu xám thôi, màu đen, màu xám và một đôi màu trắng. Đấy, một vỉ của nó như vậy mọi người nhá. Thì con này là anh em đôi vớ này anh em lớn tuổi hoặc là trung tuổi đấy, đi là rất là ngon lành luôn đấy, các bác anh em thanh niên cũng đi rất là tốt. Đây này, chất của nó này các bác nhá, chất của nó này rồi. Mọi khi thì shop đang bán với cái mức giá là 180.000 một vỉ như vậy đấy. Hôm nay em hỗ trợ cho anh em cái giá chỉ còn 180 đúng không ạ? 180. Hôm nay xuống còn 150k được chưa ạ? Đấy, 150k nhá. Là một vỉ như này gồm có 12 đôi. 12 đôi, tất cao cổ các bác đi rất là ngon lành, hàng chính hãng luôn. Đấy. Các bác nhận hàng các bác được nhận kiểm tra đây này. Đúng như trên video mới nhận hàng nhá. Đây là chất vải này. Các bác này, nhìn đúng như chất vải xong là mới nhận hàng như này nhá. Đấy. Chất vải này. Đấy, hàng co giãn như này. Co giãn như này. Rồi. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu tất này thì có thể liên hệ nhá, giá rất là tốt rồi. Anh em mua hóa đơn từ 300k trở lên thì shop vẫn đang hỗ trợ anh em phí ship nhá. Đấy. Tiếp tục thì em lại lên chia sẻ đến cho anh em cái mẫu ví da nhá, mẫu ví da. Thì đây là cái dòng da cực kỳ là chất lượng luôn, rất là mềm mại và dòng da bò cực kỳ là chất lượng. Đó, thương hiệu của nó thương hiệu Kifiro mọi người nhá, Kifiro. Đấy, con đại bàng. Đấy, Kifiro USA ha. Và nó sẽ có những cái mẫu size như sau và hôm nay thì sẽ là bao ship cho anh em. Các bác nào mà cần cái mẫu xỉ cái mẫu ví này thì liên hệ với shop để có cái giá xỉ anh em muốn nhập nhiều nhá. Đó. Thì đầu tiên em lên cho anh em một cái mẫu. Đó là cái mẫu ví tộc trưởng này. Đấy, ví tộc trưởng. Trên này thì nó sẽ có cái hình tộc trưởng thương hiệu Kifiro như vậy. Đấy, dòng ví đứng nhá. Màu này màu xanh lam, màu xanh ấy này, xanh lam này. Mở ra này, đây là dòng ví đứng như này. Các bác mở gập ra như này. Đó. Thì cái này các bác đựng tiền một những cái tệp polymer rồi là những cái giấy tờ các thứ ở đây này. Đấy, giấy tờ các thứ đây. Chất da nỉ này. Đấy. Da của nó bên trong này các bác nhìn này. Đó. Trong này. Rồi, nó sẽ có rất nhiều ngăn để cho anh em đựng giấy tờ. Một cái mẫu như này. Shop đồng loạt sẽ là gửi đến cho mọi người với cái mức giá là 150.000 đồng bao ship tận nhà cho mọi người. Được chưa ạ? 150k bao ship tận nhà cho anh em. Đó, đây là mẫu ví tộc trưởng nhá, ví tộc trưởng. Đấy, anh em nào cần cái mẫu ví tộc trưởng này thì liên hệ này. Ở trên thân này thì nó có chữ Made in USA này, mọi người này. Made in USA này. Đấy. Chất da thì tuyệt vời luôn mọi người nhá, chất da thì tuyệt vời luôn. Đấy, rất là mềm mại như này. Các đường chỉ khâu của nó này rất là xuất sắc. Đây là dòng ví đứng này. Ví đứng màu đen này. Đấy, có cả màu đen luôn nhá. Hàng Kifiro con này bàng mọi người ha.
kilo kifiro. Đấy, đây là màu đen. Cái màu đen này thì nó kiểu dạng da vân vân như vậy này, các bác nhìn này. Đấy, dòng va vân vân như vậy. Đây là dòng ví đứng. Đấy, đồng giá đồng loạt là 150k cho anh em luôn. Đồng loạt 150k cho anh em luôn nhá. Đó. Tiếp theo này là một con ví màu ví ngang màu vàng da bò như vậy này. Đấy, Kifiro, đây là con màu ngang nhé, các bác nhìn rất là đẹp luôn này. Đó, rất là tuyệt vời ha. Một cái mẫu như này. Đấy, đây là dòng ví ngang, các bác nhé. Đấy, nhiều bác thì thích cái màu ví màu vàng như này, nhiều bác thì để thích màu đen. Rồi, đồng loạt là 150.000 hết mọi người nhá. Đấy, màu đen, ví ngang. Đó. Rồi. Chất của nó đây mọi người nhá. Đấy, không biết anh em có nhìn rõ không? Ví ngang màu đen. Rồi, tiếp theo là màu nâu đậm này. Màu nâu đậm thì hầu như là gần như là hết hàng rồi, không còn hàng nữa. Màu nâu đậm. Đấy, rất là tuyệt vời. Đây, dòng ví ngang nhá. Đó. Rồi, đấy là một số những cái mẫu ví nha mọi người nha. Một số những cái mẫu ví bóp ra thì em gửi đến cho mọi người là một giá là 150k bao ship mọi người ha. Thì hôm nay lên cho anh em một cái mẫu thắt lưng. Da này thì nó còn được gọi là dòng da voi mọi người nha. Dòng da voi. Đó. Thì em thấy các bạn ấy bảo là dòng da voi, nhưng mà em nghĩ là da voi thì nó đắt lắm, nó đắt lắm, nhưng mà con này nó em thấy là nó rất là chất lượng, không biết là có phải da voi thật hay là da voi giả. Đấy, đây này, cái là cái nệm, mà cái nệm da của nó này mọi người này. Đấy, cái nệm da của nó như này đó. Thì cái mẫu này nó rất là đẹp. Phần thắt lưng da voi, các bác lên mã giúp em là dòng thắt lưng da voi nhá, cho nó dễ lấy hàng, cho nó dễ phân biệt. Thì đây là cái phần đầu khóa của nó này. Mặt của nó rất là đẹp mọi người nhá. Mặt của nó rất đẹp. Giá nó rất là vừa phải chăng luôn mọi người ạ. Đấy. Mặt đẹp ha. Các bác đeo cái này rất là sang trọng này. Mặc quần Tây, mặc quần Âu lên form rất là đẹp. Đấy. Mặt của nó này, các bác quan sát này. Đó, các bác thấy không? Khóa cài nhá, khóa cài. Đấy, đây là phần lẫy khóa này, phần lẫy khóa này. Rồi, ok anh em nhá. Một cái mẫu như này, shop đang gửi đến cho mọi người với cái mức giá là 220.000 đồng sẽ bao ship tận nhà cho mọi người này, 220k. Đó, các bác dùng cái này rất là đẹp. Và dây của nó tương đối là dài, 1m2, 1m3 gì đó, kể cả anh em bụng bự dùng cái này vẫn ngon lành luôn. Đấy, bụng bự. Form này thì bụng nào mới bụng các bác to cỡ mấy cũng vẫn vừa này. Đấy, form như này. Đó, ok, 220.000 các bác xài cho em cái dòng như này nhá. Mặt tương đối là đẹp. Mặt tương đối là đẹp. Rồi, ok anh em này. Tiếp theo em lên cho anh em cái mẫu dây thắt lưng Mercedes mọi người nhá, Mercedes. Đấy, Mercedes và Audi nữa. Audi đâu người ta? Đấy, thì mặt đây. Đấy, các bác nhìn này rất là đẹp nhá, rất là đẹp. Ở đây thì nó có một cái ánh vàng này, ánh vàng này. Đấy, dây của nó này. Chất da của nó đây mọi người nhá, chất da của nó đây. Đó, dây này thì bao cho anh em là đốt thoải mái luôn. Đốt thoải mái luôn. Đấy. Mọi người có thể về dùng cái mẫu này. Đây, form của nó như này nhá các bác nhá, form của nó như này. Đó. Rồi. À, cái mẫu như này hôm nay shop sẽ gửi đến cho mọi người đồng loạt giảm giá luôn, đồng loạt giảm giá luôn. Thì mọi lần là giá của nó là 250.000 mọi người nhá. Đây, hàng Make in USA này, Make in USA này. Đó, hôm nay thì sẽ đồng loạt giảm giá cho anh em để anh em sử dụng nhá. Giá sản phẩm dây thắt lưng mặt Mercedes này là 220.000. Đấy, mọi ngày là 250.000, hôm nay là sẽ là 220.000 bao ship cho anh em nhé, bao ship cho anh em. Đấy, cái dòng dây thì anh em biết rồi, đã được cập nhật rồi đây này. Đấy,
Đây là cái dây đeo của nó này. Cái dòng dây thì em sẽ bao cho anh em lấy lửa đốt luôn. Đấy, lấy lửa để test nhá. Bằng mấy USA này. Rồi. Mặt thì nó sẽ có mấy loại mặt. Đấy, thì anh em chọn cái mặt nào thì có thể liên hệ nhá. Đấy, giá chỉ có 220.000. Đấy, cũng đồng loạt là bao ship cho anh em luôn nhá. Đấy, mặt vương miện này, mặt vương miện này rất là đẹp. Ở trên phần trên này này, nó là cái dạng nhựa nhám này. Đấy, mọi người thấy không? Không biết là em quay lên có thấy đẹp không, nhưng mà lên form rất là đẹp mọi người ạ, lên form đẹp lắm. Giá là 220.000 các bác nhá, 220.000. Đấy, 220.000 một cái mẫu thắt lưng như vậy. Rồi ok anh em này. Phẩm tiếp theo thì em lên cho anh em cái mẫu chảo thép titan này mọi người này, chảo thép titan của Nhật này. Đó. Thì cái mẫu chảo này á để dành cho anh em xào nấu các kiểu này. Đấy, xào mình có thể rán trứng được. Rán trứng được. Và nó là dòng thép nhá mọi người nhá. Dòng thép, thép này là thép titan. Về mọi người có thể là bằng thép nên là nó cũng có thể là han gì mọi người nhá. Nó có thể là han gì. Nếu mà han gì ấy, mọi người lấy cái bếp bếp ga công nghiệp ấy, mọi người đun nóng lên. Đấy, đun nóng cho nó đỏ hừng lên. Xong là các bác có thể là dán trứng dán chiếc thoải mái đều được. Đấy, để lâu ngày. Đấy, cấu tạo của nó thì sẽ cán là cán bằng gỗ này mọi người này. Cán bằng gỗ có quai cán như này. Đấy, đường kính của nó là 26 thì phải. 28. Đấy, chiều sâu của nó cũng rất là sâu để cho anh em xào. Đấy, xào rồi các kiểu dán này. Đánh những cái vân vân nhám như này mọi người này. Đấy, đồng loạt giảm giá cho anh em luôn, 220.000 xuống chỉ còn 180k thôi. Báo ship cho anh em này. Đấy, đánh vân nhám bằng tay thôi nhá, bác nhá. Đó, thì về là các bác gì nhá? Các bác cái này là nó là bằng chất thép nên là nó cũng có phần han gì nếu các bác ít dùng. Đấy, nếu mà han gì và không chống dính nữa thì các bác có thể là về lấy bếp ga công nghiệp và đun nóng lên cho em. Đó, đun nóng lên cho em và mình sẽ đưa lên như này để cho nó nóng đều lên, cho nó chóc chóc cái gì cái chất ấy đi là nó sẽ thành chồng chả chống dính nữa luôn. Đó, đây này, phần cán của nó nhá. Giá của nó rẻ, 180.000 được bao ship cho mọi người rồi nhá. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu chảo Nhật như này thì liên hệ này. Liên hệ shop sẽ gửi hàng cho anh nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lại giới thiệu đến cho anh em một cái mẫu máy massage cầm tay của Nhật mọi người nhé. Máy massage cầm tay của Nhật thì con này nó về theo lô hàng bãi nên là nó sẽ bị móp méo như vậy nhá, nên là gửi cho anh em thì anh em thông cảm nhé, tại vì nó không phải là hàng ấy nhập khẩu của mới tinh đấy, nhưng mà thực chất ra là nó chưa xài dùng qua dòng điện luôn, nó chưa dùng. Về nhà các bác phải sạc điện vào cho em. Đấy. Đấy, các thông số các kiểu của nó đây, chữ Nhật của nó này. Đấy, đây là máy massage. Và con này em đảm bảo là cực kỳ là chất lượng trên nhất trên thị trường. Đấy, đầu đồng này, đầu đấm đồng này. Đấy, và những cái chất nhựa phần đầu như này nó cực kỳ là tinh xảo này, chắc chắn này mọi người nhá. Trọng lượng nguyên một cái con cổ như này nó đâu là 857 gram mọi người nhá. 857 gram. Đấy, đúng rồi, 857 gram. Đấy, thì nó sẽ có những cái có những các thông số đây, anh em nào biết về chữ Nhật thì có thể đọc nhá. Đấy. Và nó không có điện đâu mọi người nhá, không có điện. Về nhà mọi người tự sạc điện vào cho em. Đấy, con này cực kỳ là mạnh. Một mình các bác cũng có thể là mát tự mát xoa được. Các bác cầm như này và đưa lên vai và chuyển qua đằng sau lưng. Đấy. Chuyển qua đằng sau lưng. Nó sẽ kèm thêm cho anh em cái dây sạc này. Các bác cắm cái củ sạc điện thoại của các bác là các bác xài được rồi. Đấy, mọi người cắm vô vào đây cho em này. Đó. Nó sẽ có thêm cho anh em là một cái đầu đấm sống lưng này. Một cái đầu đấm sống lưng này. Đấy, đầu đấm sống lưng. Rồi, một cái đầu đấm lưng vai. Cái này thì dành cho một số các bác mỏi lưng mỏi gối hoặc là đau nhức nhối thì các bác có thể massage rất là sướng luôn. Con này hoạt động công suất của nó là 20.000 ampere giờ như này. 2.000 ampere giờ thì tương đương với khoảng tầm như em đã test ấy thì nó khoảng tầm một dao động khoảng gần 1 tiếng 45 phút gì đó. Đó, một đầu đấm dẹt như này, một đầu đấm dẹt như này.
Đấy, chất nhựa này anh em nhìn, chất nhựa nó đang của Nhật, nó đang dùng nó rất là sướng rồi, nhìn phát là đã thấy ưng rồi. Cái phần đầu đấm nhỏ như này thì nó là đầu đấm massage lòng bàn chân này đó. Bây giờ em test thử cho anh em luôn, nó sẽ có 6 cấp độ nhá. Con này trọng lượng cân cả bì cả hộp như này nó hơn 1 ký, hơn 1 ký và nguyên cái này nó là 857 g. Đấy, về nhà là các bác tự sạc vào giúp em, tại vì nó không có điện đâu. Đấy, từ Nhật nó về là nó sẽ hết điện mọi người nhé. Nó sẽ có 6 cấp độ này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, 7 là tắt nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người ấn cho em một cái, không cần phải giữ lì đâu. Đấy, mọi người thấy không, chỉ cần như này thôi. Đấy, các bác lớn tuổi thì các bác chỉ cần nhẹ nhẹ nhàng như này thôi này. Đấy, rất là sướng nhá, rất là sướng. Đấy, hàng cực kỳ là ngon. Đấy, rất là mạnh nhá, rất là mạnh này. Đấy, rất là mạnh này các bác này, dùng tay luôn á, dùng tay luôn này. Rồi, ok anh em nhá, một cái mẫu như này shop đang gửi đến cho mọi người với cái mức giá là 550.000 đồng, bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, cái lô như này cực kỳ là hiếm, cực kỳ là hiếm luôn. Rồi, các bác quan tâm thì liên hệ nhá. Máy massage Nhật 550k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên chia sẻ đến cho anh em một con bàn là của thương hiệu Oskadi của USA mọi người nhá. Con này thì cái hay của nó là nó được dùng điện 220 mọi người nhá. AC là 220, công suất là 1200W Oskadi. Đây là logo thương hiệu của nó này. Đấy, hàng California USA này mọi người này. Đấy, giá nó rẻ, giá nó rẻ lắm. Các bác mà không xài cái mẫu này thì hơi phí. Thì ở đây là nó cấu tạo là có những cái lỗ này, lỗ để chiết ra nước ở bên trong này, nó đựng nước. Đây là con bàn là phun xương và bàn là hơi nước mọi người nhá. Đó, thì nó sẽ các bác dùng ấy, thì các bác không là nữa thì các bác dựng lên như này. Đấy, hoặc là mình là nữa thì mình đặt xuống này thì nước nó sẽ chắt ở đây một chút này để làm ẩm cái phần vải nhá. Thì mình là nó không bị cháy vải này. Đấy, các bác đổ nước vào phần đây. Đấy, cái này phần này mình nó sẽ cấu tạo thêm một cái đầu phun xương về đằng trước này nữa để nó phun ra ngoài. Đấy, phần ấn đầu của nó như này. Đấy, phần ấn đầu của nó này. Và công tắc là ít ngăn nước này các kiểu đây này. Đấy, công tắc này thì nó sẽ có một cái tờ hướng dẫn ở trong này cho các bác này. Đó, nó có một cái tờ sách hướng dẫn ở đây mọi người nhá. Sách hướng dẫn ở đây. Hàng này thì nó là hàng có cả công ty đại diện ở Việt Nam luôn nhá mọi người nhá. Công ty đại diện ở Việt Nam luôn. Ở đây thì nó là California 90012 USA. Đấy, đây là số điện thoại của bên nước ngoài này, đầu số sao ấy 415 này. Đấy, các bác có thể vào trang web của nó nhá. Đấy, đi cạc us.us này. Đấy, Medibay này, logo của nó này. Đó, thì các bác có thể tra xuất được cái thông tin của cái dòng bàn là như này. Rồi, ok này. Đây là cái mẫu đã chuyển dịch sang tiếng Việt này. Nút xịt hơi nước này. Đấy, và nút điều chỉnh hơi nước này. Đấy, cái này là các bác điều chỉnh hơi nước này, ra mạnh ra chậm này. Đấy, rất là xịn sò. Nó có hai màu, một màu xanh như này và một màu và màu ấy nữa, để em lấy cái màu kia ra. Đây là cái thùng bìa của nó mọi người nhá, thùng bìa của nó. Đó, thùng bìa của nó này. Đấy, và có cả logo thương hiệu nó ở đây. Đấy mọi người nhá. Hàng này thì các bác yên tâm mà chúng ta sử dụng thôi. Đó mọi người nhá. Bây giờ em lấy cái con màu green ra sao ấy. Rồi, đây là một cái màu nữa các bác nhá. Đấy, một cái màu nữa. Giá thì shop đang gửi đến mọi người với cái mức giá chỉ có 200.000 đồng bao ship mọi người nhá. 200.000 đồng bao ship cho một cái con bàn là như này, cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, mùa ẩm thấp, các bác phơi quần áo không khô dẫn đến hôi và sẽ là cong vải nó sẽ nhăn, thì thay vào đó thì các bác có thể là rất là mịn này. Thay vào đó các bác có thể dùng cái dòng bàn là hơi nước này, phần điều chỉnh nhiệt độ của nó này. Đấy, nó có các cấp độ ở đây này để các bác có thể là mình là, thí dụ như là mình là cái dòng cốt tông này. Đấy, dùng vải cốt tông rồi các kiểu đây này. Đấy, thì các bác điều chỉnh ở đây nhá.
chất lượng lắm, chỉ có 200.000 bao ship cho anh em rồi, quá là rẻ. Anh em nào quan tâm đến thì có thể liên hệ để em có thể gửi hàng đến cho anh em. Sản phẩm tiếp theo shop giới thiệu đến cho anh em cái mẫu dao Nhật đó, cái dòng mẫu dao Nhật Kai cao cấp của Nhật. Đấy, bao bì ở ngoài như vậy đó, nó còn nguyên seal như này nhá, nguyên seal, và chất lượng của nó thì không cần phải bàn nữa. Ở đây thì nó có thể là nó có cả mã QR để anh em check code này, check code này. Đấy, anh em có thể vào cái trang web kai.group.com này, hàng Made in Japan này. Đấy, anh em thấy không, Made in Japan này. Một cái mẫu này thì nó còn nguyên seal như vậy nhá, nguyên seal. Đấy, nguyên seal, nguyên đai nguyên kiện đó. Đây là có hai cái mẫu, hai mẫu muốn chia sẻ đến cho anh em. Các bác dùng cái mẫu dao thái lọc như này thì quá là đỉnh cấp rồi, đỉnh cấp rồi, nên là em chia sẻ đến cho anh em một cái mẫu đầu tiên đó. Thì cái mẫu này em sẽ chia sẻ đến cho anh em đó, để em bóc thử ra một con xem sao. Rồi, ok này. Đó, anh em có thể xài cái mẫu như này. Wow, nó cực kỳ chất lượng luôn mọi người nhé, cực kỳ chất lượng luôn, cả ngay từ cái nhựa bên ngoài như này này các bác này. Đấy, nhựa bên ngoài như này. Con này thì tác vụ là các bác lọc thái, tuyệt vời lắm, lọc thái rồi nhá mọi người nhá, lọc thái, thái rau củ quả rồi các kiểu đều được. Đấy, nó đến từ thương hiệu Kai Japan này mọi người này. Đấy, Kai Japan này. Đó, chất nhựa này mọi người này, chất cán nhựa của nó nhá. Đấy, anh em để nhìn nó đã làm tinh xảo cỡ nào rồi. Đó, đây. Hàng này thì nó gọi là hàng cao cấp rồi mọi người nhá, hàng cao cấp của Nhật rồi. Chất thép, hàm lượng chrome của nó lên cao, con này đâu đó là, đây để em xem này. Đấy, nó cũng tương đối là mỏng nhá, tương đối là mỏng thôi. Đó, ok anh em này. Rất là chất lượng, để em đo thông số kích thước cho anh em nắm được cái con này. Rồi, bản của nó này. Bản của nó là 4/2 mọi người nhá, 4/6. Đấy. Chiều lưỡi của nó là, chiều lưỡi của nó là đâu đó là 16.6 phân. 16.6 phân. Tổng chiều, chiều dài của nó là gần 30 phân, gần 30 phân mọi người nhé. Con này thì độ sắc bén thì thôi rồi, thôi rồi luôn, không cần phải, đây em test luôn. Đây là cái dòng giấy nó đã nhăn rồi nhá. Đây, giấy cứng em không nói, nhưng mà là cái dòng giấy nhăn. Đấy, là cái dòng giấy nhăn mà nó đã mềm, nó đã ấy là cực kỳ là khó gì nhá, khó dọc giấy luôn. Đấy, thì em sẽ hôm nay sẽ test cái con dao chất lượng này cho anh em thấy này. Đi nhanh đi chậm đều ngon lành hết luôn này. Đấy, đều ngon lành hết luôn. Chứ còn nếu mà cái dòng giấy mà đã phẳng ấy thì dao nào cũng dọc được luôn mọi người nhá. Nhưng mà loại này thì mới gọi là đỉnh cao của dòng dao. Đỉnh cao của dòng dao Nhật mọi người nhá. Đó, đỉnh cao luôn. Giá shop đang gửi đến mọi người với cái mức giá 420.000 bao ship cho anh em. 420k mã CT1. Đấy. CT1 420k mọi người nhé. Đó là cái mẫu dao cao cấp của Nhật. Cái mẫu này á, thì bên Nhật thì nó sẽ không có dưới tiền triệu mọi người nhé. Bên Nhật thì nó sẽ không có dưới tiền triệu đâu mọi người ạ. Nó về theo những cái lô bãi nên là cái giá của nó là cái giá bãi. Đó, tiếp theo một con dao Kai Mago nữa này. Mago nữa, lên cho anh em luôn. Lên cho anh em luôn, còn nguyên seal. Còn nguyên seal, nguyên đai nguyên kiện mọi người nhá. Đấy, nguyên đai nguyên kiện, hàng Made in Japan. Tiếp tục mời anh em tham khảo qua một cái mẫu này. Mẫu này thì đây là hình thức của nó đây. Đó. Nhìn cái chất thép của nó rất là đã luôn.
Đấy, mở ra là 145ml bên trong này. Đấy, phần cán của nó này mọi người này, nó đánh những cái vân nhám lỗ sâu như này, cầm rất là thích luôn, cầm rất là thích. Đấy, cầm nó rất là thanh tay, con này anh em lọc thái lọc quá tuyệt vời luôn. Đấy, một số anh em thái thịt bò, thịt trâu lọc các kiểu này cầm rất là nhẹ nhàng mà lọc sắc bén, dòng dao Nhật như này. Đấy, rất là chất nhá, rất là chất lượng cho một cái mẫu như này. Anh em thấy đẹp không? Rất là đẹp. Rồi, không cần phải chia sẻ nhiều. Đấy, con này lên mã cho mọi người, đó là CT2 mọi người nhé. CT2 giá cũng 420k, bao ship cho anh em nhé, bao ship đó, quá là chất lượng cho một cái mẫu như này. Rồi, anh em có điều kiện thì có thể trải nghiệm một cái mẫu như này, quá tuyệt vời anh em nhé. Tiếp tục sót còn sót hai cái mẫu dao Asa của Nhật Japan. Đó, đây là hai cái mẫu dao chặt mọi người nhé, hai mẫu dao chặt. Đấy, tức là một mẫu dao chặt thôi, nhưng còn sót hai con. Lên cho anh em luôn, giá rất tốt. Đấy, anh em quan sát qua một lượt cái mẫu này. Quan sát qua một lượt mẫu này. Đấy, hàng Asa Japan nó được dập chìm trên thân luôn, dập chìm trên thân luôn này mọi người này. Đấy, nó là hàng liền thân liền mạch, liền thân liền mạch, và nó ốp hai cái viên cán gỗ ở đây, tán đinh ở đây này mọi người nhá. Có phần lỗ treo này. Con này anh em chặt gà, chặt vịt, chặt xương, anh em làm thợ quay vịt, quay thịt heo các kiểu dùng con này rất đã. Nó đánh như phần vát rất là cao như này, nhìn rất là tinh xảo này. Đó, rất là chất lượng nhá. Rất chất lượng. Đây là không phải là dòng ni lông mà là dòng thép trắng mọi người ha. Độ dày của nó là 3 ly mọi người nhá, 3 ly. Độ chiều rộng của nó này là gần 10 phân. Đấy, gần 10 phân. 9 phân 6. Độ dài, chiều dài của lưỡi là 18,5. Tổng chiều dài là 29 phân. Con này trọng lượng áng chừng khoảng tầm 5 lạng, 5 đến 6 lạng, anh em 5 lạng. Anh em chặt gà chặt vịt không bao giờ bị lo mỏi tay. Phần cán này thiết kế độ cong, thiết kế độ cong rất là tuyệt vời cho một cái mẫu dao chặt Nhật như này. Đó, giá cực kỳ tốt luôn, giá cực kỳ tốt cho một cái mẫu như này, 180.000 đồng bao ship, 180k bao ship này. Đó, các bác có một cái con như này 180.000 thì quá là rẻ luôn. Thật sự các bác mà đi ra chợ mua một cái bữa cơm gia đình thì nó phải mất tầm khoảng vài trăm nghìn rồi. Đấy, mua một con dao thông thường của Việt Nam cũng đã mất khoảng hơn 100.000 rồi. Đấy, chưa nói gì đến cái dòng dao này. Còn sót hai con thanh lý nốt cho anh em ha. Còn sót hai con. Tiếp theo thì em lên cho anh em một cái nồi chiên không dầu. Đấy, nồi chiên không dầu này thì dung tích của nó là 9 lít mọi người nhé, 9 lít này. Đấy, thương hiệu của nó đây. Và cái thương hiệu này nó là cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật mọi người nhé, nổi tiếng của Nhật. Và cái con này nó được gia công tại thị trường China mọi người nhé. Đấy, đây em cũng chia sẻ luôn cho anh em. Đấy, thương hiệu Nhật và được gia công tại thị trường China và được xuất khẩu sang các nước châu Âu. Đấy, nên là bên này là chữ Nhật này, bên này là chữ tiếng Anh này. Và nó được sử dụng điện 220 thông thường. Đấy, điện 220 thông thường. Công suất của nó là 1500W mọi người nhé, 1500W này. Đó, nhiệt độ từ 0 cho đến 200 độ C này.
Đây là sản phẩm của nó này, nó vuông vức rất là đẹp mọi người nhé, vuông vức rất là đẹp như này, đó rất là đẹp luôn. Rồi con này thì anh em có thể giã đông đồ ăn này, rồi là có thể chiên chiên đồ ăn đấy, chiên gà, chiên ngô, khoai các kiểu đầy đủ luôn. Đây là sẽ có bóng báo nguồn này, hai bóng báo nguồn này, tính năng này, tính năng hẹn giờ, các bác vặn phát là nó chạy đấy, các bác áng chừng cái nào đó khoảng tầm bao nhiêu phút thì nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng của cái các đồ món ăn. Rồi các bác bên này thì điều chỉnh nhiệt độ đấy, muốn tối đa của nó là 200 độ C. Thí dụ như một món ăn mình chỉ cần 120 độ 120 độ C thôi thì các bác điều chỉnh ở đây. Đó, rồi các bác vặn đây này. Đấy. Vặn đây là nó sẽ tích tắc hiện giờ khi mà đến phần số 0 này. Đó thì nó sẽ tự tắt nhá mọi người nhá. Cái phần khay đựng của nó này. Con này thì nó vuông vức nhìn nó rất là xinh xắn, khỏe khoắn, màu đây. Cái khay đựng của nó đây nhá. Các bác đựng cái khay này ấy, thì cái khay này anh em đựng con gà tầm 4 kg thoải mái cho em. Đấy, 4 kg thoải mái cho em. Cuối năm thì anh em hay tụ tập mà ăn uống hoặc là phục vụ trong gia đình. Đấy, thì có thể nướng một cái con gà hoặc chiên những cái gì đó, hoặc là gói nem. Các bác muốn làm nóng thì có thể sắp xếp vào đây. Chỉ bắn cho em khoảng tầm 5 ấy thôi, 3-4 phút thôi là nó đã tự động nó nóng, nó giòn tan rồi. Đó. Nồi thì được sử dụng chân tròn nhá. Được sử dụng chân tròn mọi người này. Đây, rất là xinh xắn, vuông vức xinh xắn như này. Đấy. Anh em và các bác có thể tham khảo cái mẫu này. Mẫu này thì shop đang gửi đến mọi người với cái mức giá là 900.000 đồng để bao ship cho anh em đến tận nhà mọi người nhá. Đấy. Thùng bìa của nó như vậy. Đó, anh em yên tâm mà sử dụng thôi. Nó đóng gói rất là chắc chắn như này. Sách hướng dẫn sử dụng này mọi người này. Đấy, bảo hành, giấy tờ bảo hành này. Một số như này. Nói chung là anh em có cái nồi như này thì sử dụng rất là ok này, vuông vức, xịn và rộng rãi mọi người nhé. Ok anh em này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho anh em cái mẫu túi da. Đấy, để cho anh em đeo đựng đồ ha. Thì cái dòng mẫu túi da này. Đấy, nó rất là chất lượng, dòng da đây, em cho anh em xem này. Đấy, anh em nhìn kỹ không? Da cực kỳ là chất lượng nhá. Nó sẽ có hai màu, màu sẫm hơn và màu hơi ngà ngà vàng. Đó. Hơi ngà ngà vàng. Cái dòng này thì khóa đồng và móc đồng mọi người nhá, móc đồng luôn. Đấy cho anh em. Dây cực kỳ là mịn nhá. Đấy, dây cực kỳ là mịn, không có trong bong chốc xù bên ngoài viền đâu. Đó, cực kỳ là chất lượng cho anh em. Cái mẫu túi này anh em đeo anh em đeo cực kỳ là cá tính luôn, cực kỳ là cá tính. Đấy, hàng made in USA luôn mọi người nhá. Đấy, nó về một lô thì nó có đâu đó khoảng chục chiếc thôi, chục chiếc. Chất da này và các đường kim mũi chỉ nó làm rất là tinh xảo mọi người nhá. Làm rất là đẹp. Đấy, làm rất là đẹp. Bên trong này thì em đã đựng một số những cái đồ để nó lên form. Lên form để cho anh em nhìn. Đấy, chất da này mọi người này. Mọi người nhìn chất da của nó nhá. Đấy, bên trong thì sẽ có một cái dây và cái ngăn nhỏ để đựng. Đây. Có một cái ngăn nhỏ để đựng. Trong này cũng có chữ made in USA luôn này mọi người này. Made in USA luôn. Đấy, dòng da của nó đây nhá mọi người nhá. Thì cái con này anh em có thể đeo đi du lịch rồi là đi chơi, đi cà phê. Đấy, rất là thích hợp cho một số bác có một cái phong cách riêng và anh em trẻ tuổi. Anh em trẻ tuổi dùng cái con này cũng rất là hay. Đấy, rất là cá tính luôn và cái dòng da của nó rất là đẹp. Mọi người nhá. Dòng da chuẩn xịn luôn. Ok anh em này. Mẫu này chỉ có 450.000 thôi. 450k trên một cái mẫu túi như này. Ok anh em nhé. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu màu sáng sáng hơn và màu màu tối hơn. Đó, anh em thấy không? Các bác nào thích cái dòng này thì có thể liên hệ nhé. Em đo thông số kích thước cho. Kích thước của nó là chiều ngang là 16 phân. Và chiều đứng của nó là đâu đó khoảng tầm 20. Đấy, chiều đứng đây. Khoảng 21 phân nhé mọi người nhé. 21 phân.
khoảng 21 phân. Độ rộng của nó này là khoảng tầm 7 phân. Đấy. Em rất thích đeo những cái túi nhỏ nhỏ xinh nhỏ nhắn xinh xắn này. Mình có thể đựng cục sạc dự phòng, điện thoại, rồi là ví tiền, rồi là giấy tờ nhỏ nhỏ mình đi lại rất là tiện. Đó anh em nhá. Mẫu này là 450.000. Tiếp tục lên cho anh em cái mẫu dây led mọi người nhá. Cái dòng dây led này hôm nay giá tốt cho mọi người, giá tốt cho mọi người. Sắp đến Noel rồi, anh em có thể trang trí nhà cửa các kiểu. Cái này anh em có thể đờ co vào những cái kệ, rồi những cái gầm cái tủ kệ ấy, mọi người nhá, tủ kệ tivi các kiểu, rồi các bác có thể dán phòng karaoke, phòng giải trí của các bác đó. Lát này thì em sẽ thử cái dây led cho mọi người. Đấy. Dây led này giá 120.000, hôm nay chỉ còn 100k mọi người nhá. Mọi người chỉ có bỏ ra 100.000 đồng thôi. Mọi người có cái dây led 16 triệu màu, có điều khiển này, rồi là nó có thể là dán được cho mọi người luôn. Bây giờ em sẽ cắm điện vào về test thử cho anh em luôn nhá. Đó, 16 triệu màu. Ở đây là điều chỉnh này. Về cách lắp đặt như sau. Đấy, nó sẽ bao gồm cho anh em một cái củ sạc. Đấy. Củ sạc này thì nó là dòng củ sạc 12V 2A mọi người nhá, 12V 2A. Mọi người cắm vô đây cho em. Đó, cái dây này nó là cái dây mắt điều khiển này. Dây này anh em cắm đúng chiều cho em nhá. Có một cái đầu mũi tên này. Đấy, và đây là cái dây led của các bác này. Dây led này thì anh em về anh em bóc ra. Bóc cái phần băng dính này ra này. Xong mình về mình dán vào tường được. Đấy, dán vào tường, dán được các thứ được mọi người nhá. Đó thì nó sẽ có bao gồm cho anh em là 4 chân này. Đấy, 4 chân cắm điện này. Đấy thì các bác về đấu cho em hai cái mũi tên vào với nhau. Đấy, hai cái mũi tên như này. Đấu vào với nhau. Và bây giờ các bác chỉ còn việc cắm điện vào là xong. Đấy. Dây của nó đây. Dây led của nó như này. Đấy, dây led của nó như này. Giá là 100.000, đó là cái dòng giá xả rồi. Giá xả kho rồi mọi người nhá. Đấy. Dây dài 5m, nó là dòng 16 triệu màu. Các bác về rút cho em cái nhựa ra này. Đấy, nó có cái nhựa ở phần che pin này để đỡ tốn pin. Đấy, có công tắc tắt bật on off ở đây này. Đấy. Các bác dí vào cho em cái đầu điều khiển này. Bật lên này. Đấy. Và có giảm nhiệt ánh sáng này. Đấy, tăng giảm ánh sáng, chuyển sang chế độ khác nhau, màu đỏ này. Đấy, màu xanh này. Màu xanh. Đây là cái bóng led này, em test thử cho anh em nó. Đấy thì nó có cả cái điều khiển nên anh em tùy chỉnh điều khiển nhá. Tùy chỉnh điều khiển muốn nháy nhanh, nháy chậm hay các màu thì các bác ấn vào đây. Có cả nút on off. Đấy. Thì anh em về cắm vào như em đã chia sẻ nhá. Đó, rồi ok anh em này. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em một cái mẫu đèn ngủ pha lê, và nó rất là nhiều màu, rất là đẹp. Đấy, mẫu đèn ngủ pha lê như này nhá. Nó vuông vức như này mọi người ạ. Đó, nó thẳng và nó tròn như này. Đó. Con này thì được sử dụng điện 5V mọi người nhá, 5V. Nó sẽ tặng kèm cho anh em một cái củ jack sạc Type C. Về nhà các bác chỉ còn việc cắm điện vào cái củ sạc điện thoại của các bác thôi. Đây, em sẽ bóc ra một con để chia sẻ đến cho anh em luôn. Đấy. Hai cái con này thì em để đây em test và nó đã hết pin rồi. Sản phẩm thì nó sẽ bao gồm cho anh em cả cái điều khiển như này nữa này. Điều khiển thì anh em có thể tăng giảm ánh sáng này, on off ở đây này, các chế độ màu. Đấy, các chế độ màu, và nó có thể thay đổi màu sắc. Rồi, bây giờ em sẽ bóc ra để view cho anh em thấy. Đó, và đây bây giờ là em đã cắm điện và test thử cho mọi người này. Nó tự động nó chuyển đổi màu nhá mọi người nhá. Nó tự động nó chuyển đổi màu. Các bác muốn thay đổi màu ấy thì các bác có ấn thì cảm ứng ở đây này. Đấy, cảm ứng ở cái phần trên này này. Đấy, nó rất là nhiều các chế độ màu và nó tự động chuyển màu được nữa. Đó. Rất là đẹp như này mọi người nhá. Rất là đẹp. Anh em có thể làm để phòng ngủ cũng được. Đấy, để phòng ngủ thì các bác có thể cho cái màu sáng hơn tí nữa.
Đấy, và đây nó có cả điều khiển nha mọi người nhé, điều khiển này. Điều khiển ở đây thì anh em có thể thay đổi cho giảm ánh sáng đi được này. Đấy, rồi là mình chuyển sang màu đỏ này, màu khác này, màu xanh này, đấy, màu trắng này. Đấy, và cho thay đổi các màu liên tiếp được như này. Đấy, thì các bác cứ điều khiển ở đây thôi. Rồi, ok anh em nhá, một cái mẫu như này shop gửi đến cho mọi người với cái mức giá là 130.000 đồng, 130.000 đồng. Đó, ok anh em nhé, anh em tham khảo qua cái sản phẩm này rất là ổn áp luôn. Rồi ok, shop còn rất nhiều các mặt hàng muốn chia sẻ đến cho anh nhé, thì để video sau em sẽ chia sẻ nhiều sản phẩm hơn nữa cho mọi người tham khảo. Thì anh em quan tâm đến cái mẫu nào có thể liên hệ với shop để shop có thể gửi hàng đến cho anh em được nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào cái video lần sau.